Xin chào mừng các anh chị quý vị nhà đầu tư, là chúng ta quay lại với kênh Thái Sơn Investment nha. Thì nay thì Sơn tiếp tục nhận định về thị trường chung của chúng ta trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 2, phiên đầu tuần. Thì nhìn chung thì phiên hôm nay cũng là một cái phiên nó khá là giằng co, tức là thị trường cũng có nhiều lúc tăng khá là hưng phấn với những cái động thái đến từ cái việc mà kéo những cái những cái cổ phiếu trụ. Chúng ta thấy ngày hôm nay là đóng góp vào VN Index á, là chúng ta thấy là có những cổ phiếu như là Vinhome. Đấy, Vinhome đóng góp vào VN Index là 2,3 điểm và VIX thì đóng góp vào 0,6 điểm. Thì trong phiên sáng thì cũng có thời điểm là hai cổ phiếu này chiếm đến phân nửa đà tăng, nghe, phân nửa đà tăng của chỉ số VN Index, tức là tăng tầm khoảng 6-7 điểm gì đấy. Thì hai cổ phiếu này đã tăng đến là hơn phân nửa rồi, tầm phân nửa rồi. VIX thì ngày hôm nay cũng có những cái thời điểm là chúng ta lên lên vùng giá 110.7 này đấy, rồi Vinhome là cũng vượt 106. Thì hai cổ phiếu này chiếm tỷ trọng khá lớn, hoặc là trong phiên chiều cũng có thời điểm là Vietcombank ấy, anh chị, được kéo lên vùng giá 102, đúng không ạ? Kéo từ đỏ lên xanh vùng giá 102, thì khi đó thì chỉ số VN Index là chúng ta vượt lên cái vùng 1180 nha, đi vào vùng 1180. Nhưng mà thì đó thực sự cũng chỉ là một cái vùng kháng cự thôi. Kháng cự thì sao, nó nói là vùng 1180, 1190, rồi 1200, là nhìn chung là trong cái những vùng này là trong vùng kháng cự cả. Thì việc kéo những cái cổ phiếu trụ như vậy thì nó cũng cũng chỉ là góp phần về mặt điểm số thôi, chứ còn nó phải đến từ những cái sự bứt phá đồng thuận khác, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta thấy đa phần là những cổ phiếu là đều đóng cửa về cái giá không phải là thấp nhất trong phiên, nhưng mà cũng là những cái vùng là không được cao. Nó cho thấy cái áp lực bán phía trên, đúng không? Chúng ta thấy vẫn rất là nhiều. Đây là một cái phiên nhìn chung là muốn break out lên, break out khỏi kháng cự. Đấy, đi ngang hai phiên, phiên này muốn break out lên nhưng mà chúng ta thấy là không có bứt phá được, và nó vẫn đang trong một cái ngưỡng này anh chị, đúng không? Cái vùng 1175 này thì cũng là một cái ngưỡng thôi, cái ngưỡng ở hai cái phiên này này chúng ta thấy không, đều có nỗ lực chúng ta đánh vượt qua. Và chúng ta thấy là những cái việc mà kéo những cái cổ phiếu như là Vinhome hay là VIX, rồi Vietcombank thì nó sẽ là tác động đến chỉ số điểm số thôi, nhưng mà cái phần còn lại nó phải đồng pha. Và rõ ràng là đóng cửa cuối phiên này đấy, mặc dù là chúng ta thấy là cái điểm số và nền đất cũng tăng, đúng không, cũng xanh, nhưng mà số mã giảm nó lại nhiều hơn. Rồi trong nhóm VN30 thì số mã giảm cũng cũng chiếm hơn là hơn 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 gấp đôi, đúng không? Đấy, gấp khoảng 2,5 lần số mã tăng. Và cái việc một lần nữa là cái việc thị trường nó bị không phản ánh cung cầu cái cuối phiên anh chị, thì nó là một cái tôi đã nói trong những cái hai cái video liên tục vừa rồi, là việc thị trường hiện tại là cứ cầm tầm khoảng 500 triệu cổ phiếu, tức là khoảng khớp lệnh là khoảng 13.500 tỷ anh chị, tầm khoảng cái giá chúng ta xét trên Hồ Sen anh chị. Hắn là ít thì chúng ta không có bị đời, chúng ta chỉ xét cái giá trị giao dịch của Hồ Sen là khoảng 10, theo trừ đi thỏa thuận nha chị, thì khoảng tầm 13.500 tỷ là cứ bị đơ. Và cái mốc thời gian đơ là một cái mốc ở thời điểm khoảng sau 2 giờ, thì nó là những cái thời điểm nó rất là quan trọng để nó quyết định cái xu hướng của một ngày, nên là chúng ta cũng khó mà đoán được. Đó rồi đọc ATC thì này, chúng ta ví dụ chúng ta nhìn vào cái cổ phiếu đấy, BID đi đấy, khoảng cách này trên lệch giữa mức giá mua và giá bán này anh chị. Đó rồi khớp ATC có 20 cổ phiếu, đúng không ạ? Rồi chúng ta có này BVH này đấy, đúng không ạ? Trên là như vậy thì nó đóng cửa 60.7 thì nó lại khác đấy. Rồi FPT đóng cửa giá xanh 768 này, nhưng mà phía dưới là chúng ta thấy là đâu có lệnh mua đâu, hoàn toàn có thể là thêm vài chục cổ phiếu nữa, vài trăm cổ phiếu nữa thì nó lại về tận 763. Thì những cái điểm này nó, cái việc đóng cửa cuối phiên như vậy nó sẽ tác động cái điểm số nó rất là lớn, đúng không ạ? Và nó không phản ánh đúng cái bản chất cung cầu, nên là chúng ta rất là khó mà chúng ta thấy à thị trường chúng ta nhìn thì chúng ta thấy à rõ ràng là không có giảm nhiều đấy, cũng không tăng nhiều, không giảm nhiều thôi, nhưng mà tôi thấy là nó cái việc này nó chưa thể, đúng không? Ví dụ nó đóng cửa cả hai chỉ số cũng có những cái thời điểm là giảm,
Và index thì có thời điểm là giảm về 1169, tức là khoảng giảm khoảng chúng ta thấy là cũng khoảng 5 6 điểm gì đúng không ạ? Đấy. Rồi VIN 30 là 1172 thì giảm khoảng 8 điểm. Đúng không? Vì kéo lại rồi ATC kéo lên như thế này thì chúng ta thấy là đa phần thì là kéo lên anh chị, đúng không? Kéo lên cái giá khớp ở trên. BVH kéo lên này. FPT cũng kéo lên này. Rồi HD Bank này. HD Bank thêm một tí thì có thể là về tham chiếu rồi chứ không phải là tăng 1%. Đúng không ạ? Đó, rồi Hòa Phát. Đúng không? Những cái vùng lệnh bên này thì rất là chống luôn, thì hoàn toàn có thể là đóng cửa chỉ tầm khoảng 43.1, 43.2 nếu mà có cái lực mà giao dịch bình thường, đúng không? HSA 94, 946 trên. Rồi MRG này anh chị. Đấy, MRG cũng đóng cửa là về kéo về gọi là giữ chỉ số đúng không? 137 mà đây chỉ có 135.7 thôi. Novaland đúng không? Kéo xanh là thứ tôi thấy là đa phần cho sự review lại nha, là đa phần là sẽ kéo lên anh chị, nó không phản ánh đúng nên hoàn toàn có thể là nó sẽ mức giảm nó cũng phải là 4-5 điểm. Nếu mà thực tế tôi gọi là xanh vỏ đỏ lòng thôi, chứ còn chúng ta thấy là có thể hoàn toàn ngày mai là cái thị trường nó lại trả lại đúng không? Nó trả lại về cái diễn biến đúng. Pellet là cũng trên là nghe một Pellet là cái mã khỏe nha, khỏe trong hôm nay cũng trên. Đấy, Techcombank cũng vậy, ở đây 386. Nhưng mà chỉ cần thêm mấy nghìn cổ phiếu nữa thôi về 33 3825. Đúng không ạ? Lực bán chỉ cần mạnh thêm mấy nghìn cổ phiếu thôi là về 3825 đó, bán ATC. Đấy rồi đã viết ở Vietcombank anh chị 116 không, nhưng mà kéo thêm một tí thì lại lên là đục 101.1, vì Vietcombank là gọi là cái cổ bị đè nè, đúng không? Đấy, kéo thêm một tí 101.2. Thêm mấy trăm cổ phiếu nữa thôi, tầm khoảng 1.000 cổ phiếu. Vinhome thì lại kéo lên nè. Nhìn chung thì chúng ta thấy là cái phe kéo lên nó nhiều hơn trong ATC đúng không ạ? Đấy, viết cũng được kéo lên, Vinhome kéo lên nha anh chị. Rồi chúng ta đấy, Vinhome thì bán mạnh tí thì về 105 thôi chứ không phải 105.8. Vietjet kéo lên nha, Vietjet kéo lên đó. VPBank cũng kéo lên đấy, VPBank cũng kéo lên này. Đấy, vì phía dưới chúng ta thấy này đâu có lệnh mua gì đâu, hoàn toàn có thể là đóng cửa giá đỏ đó, không phản ánh đúng cung cầu. VRE thì là đạp xuống nha. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn chung, đúng không? Đấy, nhìn mình nhìn mà đánh giá tổng quan thì rõ ràng là bị kéo lên, đúng không? Số cổ phiếu kéo về ATC nó nhiều hơn. Thì chúng ta thấy là thì Sơn đã nói rồi, cái vùng này thì không phải là một cái vùng mà chúng ta hoàn toàn chúng ta giải ngân tự tin chúng ta đánh mạnh được. Có thể là một cái vị thế cho chúng ta thăm dò, cho chúng ta thị trọng cổ phiếu thấp quá, đúng không ạ? Thấp quá thì chúng ta giải ngân chúng ta thăm dò, còn đa phần chúng ta đã full margin, chúng ta đã full cổ phiếu thì chúng ta chỉ là canh những cái vùng mà nó kéo lên, rồi chúng ta vùng mà đi kháng cự đấy, chúng ta thấy áp lực bán mạnh thì chúng ta có thể hạ bớt tỷ trọng thôi, cứ hạ bớt tỷ trọng và hạ margin. Đó là cái chiến lược Sơn đã chia sẻ với anh chị trong hai cái video trước, đúng không ạ? À, rõ ràng thấy là đang khó khăn ở trong cái vùng này, nên là chúng ta phải luôn trong đầu chúng ta phải có một cái kịch bản là sẽ có một cái phiên rồi, còn trường hợp không có thì thôi, đúng không? Không có thì thôi, đâu vấn đề gì đâu. Đấy, không có thì càng tốt, nhưng mà nếu mà có thì chúng ta phản ứng như thế nào để tránh mà chúng ta cái việc mà chúng ta cứ mãi miết chúng ta mua xong rồi chúng ta không có sự quản trị rủi ro, thì khi mà bị đạp cái phiên đấy thì đôi khi chúng ta lại vác hàng ra, chúng ta sợ quá chúng ta vác hàng ra chúng ta bán hết. Nên thì mình, nếu mà những cái chiến lược đúng thì vào phiên đó thì cái là phiên chúng ta mới mua hợp lý, đúng không? Và chúng ta sẽ giải ngân cái tỷ trọng nó cao vào phiên đó. Còn những cái phiên ở vùng cản này chúng ta mua, chúng ta cũng chỉ mua ít thôi, đúng không?
Là sẽ nhắc lại cái chiến lược nha, cái chiến lược sẽ chia sẻ. Và thêm nữa, ngày hôm nay thì chúng ta thấy là về cái giao dịch khối ngoại đấy, họ thì lại quay sang họ bán. Nhìn chung khối ngoại thì đoạn tuần này là cái tuần review MSCI nha anh chị, cái quỹ cái chỉ số MSCI thì có cái Sơn đã nói đó, trong tuần này sẽ có việc biến động giao dịch của khối ngoại. Đây là tuần review MSCI họ sẽ dần, thì trong tuần vừa rồi họ mua tổng mua ròng là 1.000 tỷ, nhưng mà phiên ngày hôm nay họ đã bán 600 tỷ rồi. Thì nó còn rất là khó đoán những cái hành động của tự doanh hôm nay. Thì mua ròng nhẹ, tức là so với cái lượng mua ròng của tự doanh thì khối ngoại thì họ vẫn bán mạnh hơn. Nghe tự doanh thì họ tham gia mua bán cũng ít. Đấy. Khối ngoại thì họ mua bán nhiều. Mua ròng 100 tỷ. Tập trung nhiều nhất thì là Techcom với lại VIX, đúng không? Hai mã này. Đồ thị kỹ thuật thì xong, nó đang vào khán vùng cản. Đấy, còn một cái nếu mà trường hợp bị điều chỉnh thì Sơn cũng đã nói là khó, rất khó thủng cái vùng hỗ trợ tầm khoảng 1130 đến 1115. Đấy. Và khả năng thì có khi nó cũng không đến mức đó, nếu mà có đạt thì điều chỉnh ấy, rủ ấy, thì Sơn nghĩ có thể là bây giờ là tầm 1130 đến 1145 thôi, tại vì Sơn thấy trong những cái thời điểm bị bán thì rõ ràng thị trường nó cũng không có cái áp lực bán rất là quá lớn, trừ khi những cái tác động, có những cái tác động ví dụ chúng ta xem về cái chỉ số Dow Jones nè anh chị. Dow Jones nha, Dow Jones thì Sơn thấy là đang đang được neo trên cái vùng phía trên này khá là lâu rồi. Đấy, khá là lâu rồi, chúng ta từ cái ngày 9 tháng 9 10 tháng 2, tức là chúng ta có tầm khoảng gần 2 tuần rồi. Gần 2 tuần chúng ta neo trên cái vùng này mà Dow Jones, và đoạn vừa rồi Dow Jones này sau khi kéo lên cái vùng 31.600 đấy thì điều chỉnh lại rồi kéo lên. Tức là, và đây kéo lên mà phiên ngày hôm hôm qua hôm kia gì đấy, ngày hôm qua à hôm cuối tuần đấy là một lần nữa kéo lên. Rồi thì đây là cái chỉ số Dow Jones Future nha anh chị, tức là chúng ta có 3 lần kéo lên cái vùng này và không có break out được. Breakout được, và cũng có nhiều lần đã test cái vùng hỗ trợ 31.200 nha, 31.200, 31.100 thì đang vận động trong cái vùng này, và hiện tại nó lại đang ở cái đoạn phía dưới, đúng không? Tức là chúng ta đang một trong cái họp chẳng hạn, đúng không? Thì nó lại đang ở cái phía dưới thì chúng ta cẩn thận cái xác suất là nó có thể nó bị thủng cái hỗ trợ phía dưới này, đúng không? Thì nó sẽ rơi, đúng không? Nó rơi và nó sẽ về một cái vùng cân bằng, sau đó là nó gọi là một cái nhịp chỉnh. Đấy, và để đi lên tiếp, để đi lên tiếp chẳng hạn, thì nếu mà cái rủi ro đó thì chúng ta thấy là có thể là nếu mà chứng khoán thế giới mà nó diễn biến nó xấu thì có thể là nó sẽ tác động, thì thị trường nó sẽ có một cái lực bán nó mạnh hơn, thì lúc đó điểm số nó mới giảm nhiều, chứ còn đại thì cũng không có cái thông tin gì để mà thường chúng ta thấy là trong những cái phiên mà thị trường bị bán á, bị bán mà mạnh thì nó thường nó sẽ có những cái thông tin gì đấy. Thông tin này tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Rồi và thêm một cái vấn đề mà Sơn đã nói với anh chị nhiều là cái việc nó đơ giao dịch thì rất là khó đoán. Khó đoán mà sau 2 giờ đấy, rồi cũng như là trong những cái Sơn thấy cái thị trường cái rủi ro lớn nhất hiện tại của thị trường không phải là cái xu hướng, cũng không phải là vấn đề về đòn bẩy của nhà đầu tư. Đấy. Xu hướng thì Sơn nghĩ chung dài hạn vẫn là một cái xu hướng tăng và thị trường sẽ vượt 1.200 thôi, không có gì mà chúng ta phải quan ngại về cái xu hướng, cái trend của thị trường cả. Sơn đã chia sẻ những cái xu hướng này nè, nó chỉnh rồi nè, cứ sau một cái đoạn chỉnh thì nó lại kéo lên và nó sẽ vượt đỉnh thôi. Đấy, 3 lần Covid nên chị, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề mà Sơn lo ngại nhất hiện tại và Sơn đánh giá là rủi ro cao nhất thì vẫn là hệ thống giao dịch. Thì chúng ta thấy là lại bị đơ sớm, đúng không? Trước thì chỉ tầm Sơn nói là tầm khoảng 700 750 triệu cổ mới đơ, đoạn này cứ hơn 500 triệu cổ phiếu là đơ rồi, đúng không? Tầm 530 540 triệu đấy, 530 550 triệu là đơ rồi. Đấy, rồi chúng ta thấy là trong phim đấy có những cái thời điểm là bảng giá nó lại bị lắc. Đấy. Bảng giá bị lắc là do cái lỗi của hệ thống của sở, tức là tất cả công ty chứng khoán đều bị, tức là bảng điện thì nhảy một đằng, đúng không?
khớp lệnh thì nhảy một một đằng, mà dư mua dư bán thì nó lại nhảy một 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 kiểu, nên là rất là bất an cho nhà đầu tư. Và nhà đầu tư thường vào những cái lúc mà biến động như như vậy, mà những lúc mà thị trường có biến động xấu chẳng hạn, mà bảng điện nó lại lắc, thì càng tạo nên một cái tâm lý là nhà đầu tư họ không muốn nắm giữ cổ phiếu vì họ cảm thấy rủi ro. Cho nên là tôi thấy là rủi ro về hệ thống là cái rủi ro lớn nhất của thị trường hiện tại. Và chúng ta nên là cái chiến lược hiện tại thì Sơn nghĩ là mua thì tốt nhất là mua mạnh, khi nào mà có những cái thời điểm đủ mạnh thì chúng ta mua, như là cái đoạn bắt đáy này chúng ta mua đấy, cái đoạn rũ này, cái phiên rũ này chúng ta mua này đấy, tự tin chúng ta mua được. Chứ còn ở những cái vùng cản này, hoặc là mua đuổi, mua 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 kéo giá đấy, thì Sơn thấy là không có nên vào mạnh. Chúng ta mua, chúng ta chỉ mua chúng ta gia tăng trên cái lượng cổ phiếu chúng ta đã có sẵn, có cái biên lợi nhuận tốt, chúng ta gia tăng thêm, chúng ta vào thêm một chút đòn bẩy thì cũng được, chứ còn không có nên là vào mạnh trong những cái phiên mà mua xanh, hoặc mua xanh và mua khi cổ phiếu đã tăng nhiều thì chúng ta chỉ mua mua, mua ít thôi đấy. Hoặc là những cái cổ phiếu chúng ta phải có những cái nền tích lũy nó tốt. Ví dụ ngày hôm nay thì đấy, cổ phiếu STB thì Sơn đã có chia sẻ với anh chị đó, thì nó đang trong những cái vùng nền như vậy đó, thì tức là chúng ta đã mua thì mua những cổ phiếu nó có những cái nền tích lũy như vậy đấy, thì để mà xác suất nếu mà thị trường có điều chỉnh thì cổ phiếu này nó cũng sẽ không chỉnh nhiều đó, mà chúng ta sẽ gia tăng thêm, đúng không? Gia tăng thêm mua mua test mua giải ngân ngày hôm nay cũng được một phần, chúng ta sẽ quan sát tiếp thôi, có tích lũy và nó có tiềm năng, có dư địa đấy. Chứ còn những cổ phiếu mà đã tăng mạnh kéo giá mạnh đúng không? Và đã không có một nhịp tăng tốc rồi thì chúng ta hạn chế cái việc chúng ta cứ mua đuổi giá lên, nó sẽ rủi ro. Nếu mà thị trường có điều chỉnh thì anh chị sẽ bị động. À, chúng ta nên dành cái sức mua đấy, cái lực của chúng ta cho những lúc mà thị trường nó chỉnh mạnh thôi. Ví dụ ngày mai, ví dụ chẳng hạn đêm nay Dow Jones có một cái biến động gì đó thì thân thấy là khả năng thì không chừng sẽ có những có sự giảm mạnh, tại vì đấy, biến động thì chúng ta thấy là có đáy sau, có ba lần là đáy sau, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước rồi đấy, và đáy một lần tạo đáy đây, sau đó là cũng rút chân ở đây rồi, lần thứ ba là test cái này rồi, thì rất có thể là nó sẽ có biến động, nó tiêu cực ở chỗ này, tức là nếu nó thủng thủng cái vùng 31.000 hạt 131.200 này, rất có thể là nó sẽ rơi mạnh, đúng không? Rơi mạnh. Vì tại sao nó là hỗ trợ? Tại vì nó là phía trước này, khi cái chỉ số Dow Jones này nó vượt qua cái vùng này anh chị, đó vùng 31.100 tức là vùng cản này, nó có nhiều lần nó test ở trên này này, đúng không? Một lần, hai lần, ba lần test, khi vượt qua thì khi nó rủ điều chỉnh lại thì nó là thành cái hỗ trợ. Nhưng mà một cái hỗ trợ mà nó để nó test nhiều lần đó thì nó cũng, cho dù hỗ trợ thì nó cũng sẽ bị xuyên thủng thôi, cũng như là kháng cự này, đúng không? Kháng cự test ba lần không được thì đổ một phát thật mạnh xuống, nhưng mà sau đó kéo lên, vượt vượt lên thì lại đánh vách qua thôi nha. Nên là có thể là nếu mà cái chỉ số chứng khoán thế giới nó rơi thì có thể là có một, đó là cái phiên, đúng không? Cái phiên mà thị trường có thể là xuất hiện cái lực bán mạnh đó, và giảm sâu thì có, đó là cái thời điểm mà chúng ta dành lực để chúng ta mua mạnh nha. Thì sang đi vào chi tiết từng cái dòng cổ phiếu luôn. Dòng cổ phiếu thì đầu tiên chúng ta nhóm trụ thì Vinhome thì Sơn đã chia sẻ rồi, đúng không? Vinhome là một cái cổ phiếu chiến lược. Sơn thì anh chị nếu mà mua theo cái khuyến nghị của Sơn thì lợi nhuận cũng rất là tốt rồi. Tuy nhiên thì lên cái vùng này là vùng Sơn đánh giá là vùng cản. Vùng cản thì cũng không có mua mới phù hợp cho anh chị, chúng ta nắm giữ thôi. Hoặc là chúng ta đã có lợi nhuận tốt thì chúng ta cũng có thể chúng ta chốt lời một phần ở đây cũng được. À, chung dài hạn thì Sơn đánh giá vẫn có thể lên vùng 120-130. Đấy. Mà viết thì mình thấy là biến động rất lớn rồi, biến động rất lớn này, cho nên là cổ phiếu này thì chúng ta chỉ phù hợp để khi khi nào bị đạp thì chúng ta mua thôi. Chúng ta mua khi mà hưng phấn buổi sáng thì có thể mua lên 110, nhưng mà buổi chiều có thời điểm nó bị đạp về 106 anh chị. Tôi thấy là nó cũng rất là biến động rất là nhiều. Nên là những cái dạng cổ phiếu trụ như VIX, Vinamilk, Vincom thì chúng ta chỉ mua, nên mua những lúc mà thị trường bị đạp. Khi mà họ nhà tạo lập họ dùng những cái chỉ số này để họ, những cái cổ phiếu này họ để đè đè chỉ số đó thì chúng ta mua Vinamilk chẳng hạn cũng vậy. Vinamilk thì khối ngoại họ đang bán khá là mạnh, nhưng chúng ta thấy là cũng có một cái lực cân từ cái nhà đầu tư trong nước thôi,
Nhà đầu tư trong nước cân thì chúng ta xem này, xem thêm cái vùng này. Nhà vùng này nếu mà trải qua quá trình bán mạnh như vậy mà cổ phiếu nó vẫn cứ tích lũy, đúng không? Tích lũy ví dụ đi đi quanh vùng 108 này tới mà có cái sự cạn cung thì chúng ta sẽ mua. Còn cái việc bán mà nó thanh khoản nó cao như thế này thì cứ cứ, cứ chờ thêm hoặc là xuất hiện cái phiên đạp mạnh thì lúc đó chúng ta mới tính. Một phiên đạp mạnh nữa nhưng mà không thủng cái vùng hỗ trợ cũ 104 chẳng hạn, đúng không? Chúng ta xem xét thì chúng ta sẽ mua ở cái phiên đó. Chiến lược của chúng ta đúng không? Vietcombank đúng không? Đấy, Vietcombank. Rõ ràng Vietcombank là đang khó ở cái ngưỡng 102. Hai thì tôi có nói là nếu mà anh chị mua thì là chờ một tầm khoảng 97, 98 gì đó chúng ta mua nó cho nó chắc nha. Chờ nó rủ xuống thì chúng ta mua. Rồi chúng ta có những Masan. Masan thì cũng lên ngưỡng kháng cự trên này rồi. Kháng cự trên này thì Sơn cũng không khuyến nghị là tham gia. Ngưỡng cản quá gần. Ngưỡng cản quá gần chúng ta cũng chưa biết được cổ phiếu này có đánh break đỉnh được hay không. Mình chưa có hàng thì chúng ta cứ ngắm thôi, quan sát thôi. Rồi chúng ta có MLG, Blue. Đấy MLG thì xong nó cái vùng giải ngân đấy là cái vùng này. Thì anh chị nếu mà xem có điều chỉnh thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta giải ngân được. Áp lực bán hôm nay là cái phiên T cộng 3 về thì cũng không có lớn, không có lớn. Thì nếu mà đang có hàng thì chúng ta không chốt được, chúng ta không chốt bước được giá cao thì giá thấp thì chúng ta cũng đừng nên bán gì. Vì đây về vùng hỗ trợ này tầm 133, 135 thì sẽ nghĩ là vùng hỗ trợ, thì đấy là vùng mà chúng ta canh mua thôi, cho nhà đầu tư canh mua chứ không nên bán ra nếu mà giảm về những cái vùng này. Đó. Những cái cổ phiếu mà Sơn khuyến nghị anh chị ở cái nhịp trước đúng không? Bắt đáy rất là mạnh và lợi nhuận rất là cao rồi thì vẫn là những cái nhóm mà Sơn cho rằng đánh chung dài hạn được thì MLG vẫn là đánh được nha. FPT này đấy. MLG nếu điều chỉnh thì chúng ta sẽ xem xét cái này nha. FPT thì bây giờ nếu mà trường hợp mà có chỉnh lại thì chúng ta sẽ xem xét tầm cái vùng mà 73 73 đổ xuống đi, 73 đổ xuống thì chúng ta mới xem xét anh chị. 73 73 đến 71 thì cái vùng này chúng ta mới xem xét nha. Nói chung là nó đã tăng khá là dốc đoạn vừa rồi thì chúng ta phải chờ nó đạt nó rủ thật mạnh thì chúng ta mới xem xét. 73 70 chẳng chẳng 70 luôn đi, cái vùng này chúng ta xem xét. Xem điều chỉnh về đó rồi vận động thế nào thì chúng ta sẽ canh nhá. Canh chúng ta hoặc là chúng ta nếu bắt thì chúng ta chỉ bắt một phần rồi chúng ta quan sát tiếp nha anh chị. Vì nó đã các cái xu hướng của nó sẽ khác, không? Những cái cổ phiếu mà dạng mà nó vừa đỉnh lên, sau đó có xu hướng nó test lại ngay thì nhìn chung nó cũng không cái mức độ mà an toàn của nó cũng rủi ro của nó không cao, đúng không? Không cao. Đấy. Còn và cái chúng thấy rõ ràng cái áp lực bán này, sau cái phiên này breakout rất là đẹp rồi, những cái phiên này cái áp lực bán hầu như không cũng không hề lớn. Còn dạng FPT là nó đã kéo mạnh trước rồi, kéo mạnh trước và lên cái vùng trên này thì xuất hiện những cái áp lực bán như thế này thì mấy điều chỉnh thì nó có thể nó sẽ rủ sâu hơn cái kiểu của mình giờ, nên là chúng ta phải áp dụng một chiến lược khác. Thì khi về đây chúng ta có thể chúng ta giải ngân thăm dò một phần và chúng ta quan sát tiếp vận động của nó để tránh trường hợp mà nó rủ sâu hơn, có thể nó về tầm 6, 7, 6, 8 thì chúng ta vẫn còn cái lực để mà chúng ta mua thêm, đúng không? Còn nếu mà về đây thì chắc chắn là nên mua tiếp vì về test lại đỉnh cũ này anh chị. Cái đỉnh mà nó đã vượt qua ở đây có hai cái đỉnh thì khi test lại nó sẽ là hỗ trợ rồi chúng ta giải ngân tiếp được hai cái vùng mà chúng ta sẽ chia ra để mà chúng ta tham gia cái cổ phiếu này. Rồi chúng ta có VRE trong nhóm chủ chẳng hạn. VRE xong nó đi lên vùng kháng cự này, vùng này cũng không mua. Có thì tùy cái chiến lược chúng ta muốn cơ cấu thì chúng ta bán đi, chúng ta cơ cấu, hoặc là
chúng ta đã bắt được cái phía dưới giá thấp thì lên đây chúng ta tạm chốt, chốt bớt một một phần hoặc một nửa gì đó thì tùy cái chiến lược của mỗi người. Nhưng mà mua thì nhìn chung thì sẽ nghĩ là có thể là nó phải điều chỉnh về đâu đó tầm khoảng vùng 33, đúng không? Vùng 33 thì đó chúng ta mới mới xem xét được, có thể là vùng này thì nó mới xem xét, chứ còn lưng chừng ở đây thì chúng ta không mua, phải điều chỉnh thêm mới được. Lưu khác chúng ta còn có P&G, đúng không ạ? P&G thì sẽ nói là nếu mà điều chỉnh vùng này này thì chúng ta bắt đầu chúng ta xem xét nha, xem xét giải ngân. Đấy, anh thầy có thể giải ngân test một phần ở đây đi. Cái phiên ngày hôm nay thì P&G bán cũng khối lượng cũng không có cao, không có cao, nó canh về vùng này tầm khoảng 84 là được nha. Cứ vào một phần xem sao nè. Nếu mà ưu tiên trong nhóm bán lẻ thì sẽ nghĩ nếu mà lựa chọn giữa MFG và VNG thì sẽ nghĩ sẽ anh chị nên bắt MFG, tức là mua MFG khi điều chỉnh nó sẽ hay hơn. VNG sẽ không đánh giá cao bằng nha. Rồi đó là nhóm chủ luôn ạ. Thì chúng ta sang cái nhóm là nhóm ngân hàng. À, chúng ta nói về nhóm thép trước nè. Thép thì cũng Hòa Phát thì đi vào trên này là vùng kháng cự rồi, có lời thì chúng ta hiện thực bớt một phần cũng được, mua thì chúng ta sẽ không mua ở vùng cản này. Còn nếu mà nó điều chỉnh về tầm khoảng 41542 là cái vùng đó chúng ta xem xét chúng ta giải ngân được nha anh chị. 41542 anh chị mà cũng đầu tư Hòa Phát đoạn vừa rồi theo cái nhịp mắt đáy của Sơn báo anh chị đó thì sẽ xem xét giải ngân. Nhịp chỉnh đầu tiên thì nó về đây 40, quanh 40 đúng không ạ? Thì nhịp chỉnh thứ hai thì chúng ta có thể là tầm 41542 thôi thì sẽ nghĩ là sẽ tham gia được. Cổ phiếu này chúng ta vẫn hướng đến cái trend chúng ta đánh chung dài hạn, đúng không? Chung dài hạn được thì canh điều chỉnh thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mua, chúng ta tích lũy vào. Hòa Phát rồi, nó còn Hoa Sen, Đồng Thép. Hoa Sen hôm nay cũng có một cái nỗ lực là chúng ta break khỏi cái nền này, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy là cản nó cũng gần ở trên này rồi, nên là vùng 26, 27 này thì có hàng thì chúng ta sẽ là nắm giữ và chúng ta quan sát cái động thái vùng đỉnh thôi, chứ còn mua thì Sơn cũng không có khuyến nghị mua, không khuyến nghị mua ở vùng này nữa. Đấy, nói điều chỉnh thì chúng ta tính sau, điều chỉnh thì có thể là về tầm vùng 24 hoặc 24.5 gì đấy thì chúng ta sẽ tính cái việc mà chúng ta có bắt hay không. Và nếu mà đánh dòng thép thì Sơn vẫn ưu tiên về Hòa Phát hơn là Hòa Sen, vì Hòa Phát là cái độ cơ bản, đúng không? Cái độ minh bạch, cái chất lượng của Hòa Phát lợi nhuận nó sẽ tốt hơn. Hòa Phát là cái doanh nghiệp sản xuất, còn Hòa Sen là cũng có đầu cơ nguyên vật liệu là chính để tạo nên cái mức lợi nhuận cao. Còn Hòa Phát là cái doanh nghiệp mà vừa sản xuất vừa bán hàng, và nói chung là cái quy trình đồng bộ. Nên là nếu mà đầu tư trong dài hạn thì đầu tư Hòa Phát thì chúng ta sẽ an tâm hơn. An tâm hơn là chúng ta Hoa Sen. Hoa Sen thì chỉ phù hợp với chiến lược chúng ta trading thôi. Chúng ta còn Nam Kim, đúng không ạ? Nam Kim. Nam Kim thì có hàng thì chúng ta cũng là cái vùng mà chúng ta nên, không phải là cái vùng chúng ta mua, đúng không ạ? Vùng trên này là vùng kháng cự rồi. Ở đây có một cái kháng cự tầm 17 này. Nên tại sao mà vùng này coi dù nó tăng lên thì thôi cũng bỏ qua. Khi nào điều chỉnh thì chúng ta mới xem xét cái việc mà chúng ta có đánh chọn cổ phiếu này hay không. Này hồi dòng thép thì hầu như là đầu phiên đều có sự hưng phấn rất là tốt, nhưng mà cũng bị áp lực thôi, cũng như thị trường khó mà tăng mạnh, không duy trì được về cuối phiên. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ nói về cái dòng ngân hàng. Ngân hàng dòng chiếm rất nhiều cổ phiếu của thị trường. Đấy, dòng ngân hàng thì Techcombank thì hầu như là cũng giữ được cái vùng nền đó đây, cũng chưa có gì gọi là xấu, chốt lời một phần thì cũng được, nhưng mà chưa có cái lý do gì mà chúng ta phải bán hết cái cổ phiếu này. Đấy.
trường hợp mà cổ phiếu này nó phải thủng ra cái mốc 38 là đúng không? Chúng thấy hôm nay là đấy, cái phiên này đã có hai lần là bị rũ về, đúng không? Rung lắc ở cái vùng 38 này, thì hiện tại thì nếu mà để cổ phiếu này xác nhận nó chỉnh mạnh thì nó phải ít nhất phải thủng vùng 38. Vùng 38 và cái vùng mà sơ nghĩ anh chị sẽ bắt đầu anh chị giải ngân đó là cái vùng tầm khoảng 36 37 này là cái vùng anh chị có thể tham gia rồi nha. Sơ nghĩ nó sẽ không chỉnh sâu đâu. Không chỉnh sâu. Về lại là chúng ta có thể chúng ta bắt rồi và sơn khuyến nghị luôn, khuyến nghị anh chị cũng như là khuyến nghị những cái lần mua ở đây. Thì về cùng này thì anh chị chú ý cho sao, nếu anh chị mà ý định đầu tư Techcombank. Hôm nay thì cũng rất là nhiều cái thông tin là lan truyền là việc cái tổ chức GV Morgan mà đánh giá về Techcombank là triển vọng năm 2021 là định giá giá 55, rồi VBank định giá 50, đều nâng định giá hết, ACB nâng từ 32 lên 40. Chỉ có Vietcombank là giữ nguyên 110 thôi. Thì đây là điều tốt cho ngân hàng, nhưng mà không phải là cứ một cái tổ chức họ định giá là ra chúng ta mua ngay, vì đó là tổ chức cho định giá cho năm 2021. Còn cái việc mà vùng này nó có điều chỉnh hay không, đúng không? Thì nó là phải về vấn đề cung cầu, về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề về thị trường chung nữa. Đấy, chứ không phải là chúng ta cứ thấy họ định giá cao thì chúng ta mua là chúng ta nghĩ là nó sẽ có ý nghĩa trong chung dài hạn, đúng không? Chung dài hạn thôi. Còn cái điểm vào thì chúng ta vẫn phải nên một canh một cái điểm vào nó an toàn, đúng không? An toàn và chúng ta có thể mua được nhiều, đúng không? Chúng ta xác định cổ phiếu này nó định giá tốt, giá cao thì chúng ta càng mong là nếu mà nó giảm chúng ta điều chỉnh chúng ta mới mua được nhiều hơn. Đấy. Và nó an toàn hơn, bởi vì khi đó sẽ xuất hiện những cái lực bán cắt của những cái nhà đầu tư chúng ta mua đuổi. Đấy. Chứ còn chúng ta mua ở đây là toàn mua của những người họ chốt lời không, đúng không ạ? Của những người chốt lời đi, làm gì có ai lỗ ở trên vùng này. Nếu mà mua 30 cao lắm, mua 39 thì giờ 38 mấy thì cũng có lỗ mấy đâu, mà cũng cái tất nhiên cái lượng mà thanh khoản ở trên này mà người đu đỉnh tốt ở trên này nó cũng không có nhiều nên thì đấy. Phải khi để khi mà cái thường cổ phiếu nó phải nó muốn đủ mạnh và chúng ta mua được khối và cái độ an toàn nó cao thì nó phải có cái lượng người cắt lỗ, tức là khi mà ví dụ cổ phiếu rơi như thế này rất là nhiều nhà đầu tư cắt lỗ này, cắt lỗ rất mạnh này thì nó không, thì chúng ta mua được khối lượng lớn này và cái vùng giá nó sẽ hấp dẫn, vùng giá và nó an toàn đấy. Vì đâu có ai được chốt lời được ở vùng này, đúng không? Không, không phải chốt lời và đa phần là sẽ bị kẹp ở cái vùng trên này, họ bán ở đây. Techcombank chúng ta sang VPBank nha. Với VPBank thì cũng có thời điểm đánh break lên cái cản 41.5 này, nhưng mà đóng cửa cuối phiên như vậy thì Sơn đánh giá vẫn là một cái vùng là khá khó cho VPBank. Hôm nay thì mới có break lên nhưng mà khối lượng cũng không có phải là đột biến, đúng không? Không phải đột biến như cái phiên này. Tức là chỉ là kéo giá thôi chứ còn không phải là cái phiên mà cái lượng cái lực cầu đi vào thanh khoản còn thấp hơn hôm trước nữa. Đó. Còn trước mà đóng cửa cái nến như thế này thì nó cũng không có đẹp. Vùng này thì cũng không phải vùng giải ngân của đẹp của VBank. Thì nếu mà VBank thì anh chị đã lỡ rồi thì anh chị muốn mua thì sẽ nghĩ là nên canh về tầm 37 đến 39 là cái vùng đó, nên sẽ nghĩ là mới nên mà chúng ta mua, chứ còn neo trên này thì thôi. Và nó lại rất là gần. Mặc dù lên định giá tổ chức này tổ chức kia chẳng hạn, mà chúng thấy là rất gần cái đỉnh cũ. 42 là cái đỉnh trên này, đúng không? 2, 4, 3 là đỉnh thời đại trên này rồi. Nó xuất hiện cái lực cản này. Và trước đó là quá trình nó tăng nóng và nó không có cái sự tích lũy ổn, đúng không? Tăng dốc lên, sau đó là nó chỉ điều chỉnh một vài hai phiên thôi, nó lại tăng tiếp như thế này. Thì càng cái vùng ở phía trên này thì chúng ta càng phải cẩn trọng trong việc chúng ta giải ngân. Cứ bình tĩnh thôi. Nếu có xuất hiện cái nhịp đủ mạnh thì lúc đó chúng ta mới mua, nó mới là cái điểm mua đúng. Không phải đua giá gì cả. Còn chúng ta đôi khi chúng ta hưng phấn quá, chúng ta ví dụ hôm nay ai nhà đầu tư là mua 41.5, 42 giờ đang tạm lỗ rồi và khá lo lắng rồi. Đấy. Qua thấy VBank vượt 41.5 chạy vào mua thì lại dính hai cái vùng cản ở phía trên. Rồi chúng ta có mở ACB. ACB chưa. ACB thì hôm nay cũng tăng nhẹ. Tức là sau cái phiên mà gần trần, break out gần trần với thanh khoản rất là lớn thì ngày hôm nay thì cũng có cái áp lực bán ngay, áp lực chốt lời ngay, nên là vùng này thì chúng ta phải chờ thêm quan sát. Anh chị có thì
Sơn nghĩ thì vùng này cũng có thể chốt lời bớt một phần cũng được. Khi thấy cái sự mà cái quá trình mà đẩy giá của nó không có được mạnh lắm thì chúng ta nên ra bớt nếu mà chúng ta mua được cái giá thấp. Thì nếu mà điều chỉnh lại thì chúng ta xem xét chúng ta mua lại cũng được. Đây là áp lực chốt lời rồi, áp lực chốt lời trong phiên này. Với phiên break như vậy thường những cổ phiếu sau đó nó phải bùng nổ rất mạnh anh chị, bùng nổ tăng vài phiên liên tục thì nó mới thể hiện cái dòng tiền lớn. Còn phiên break thế này thì Sơn thấy vẫn có một cái lực bán rất là mạnh ở đây, và là khi kéo lên tiếp là nó sẽ có sự bị chốt lời thôi. MBB, thấy MBB cũng ngay cái cản. Và hiện tại chúng ta cứ xem cái vùng là tầm khoảng 275 anh chị, cái vùng này đang rất khó vượt qua nha. Tầm 27 275 là đang là cái ngưỡng cản khá khó chịu của MBB đấy, thì chúng ta giải ngân cái vùng này. Phù hợp cho ai mà mua được những cái nền phía dưới này có chốt lời một phần thì chốt lời thôi, còn mua mới thì phải chờ thêm. Còn anh chị mà đã chốt một phần thì chúng ta phải phải quan sát tiếp thôi, vì nó cũng chưa phải là những cái tín hiệu nó xấu, nó chỉ cho thấy áp lực chốt lời thôi. Khi nó quá trình nó hấp thụ xong, hấp thụ đủ thì nó có thể nó sẽ kéo được, break được. Chúng ta phải quan sát thêm. BID, Sơn đã nói cái vùng trên đó là cái vùng cản mà anh chị cần chốt lời trên đó thôi. Mà còn kẹp thì có thể cơ cấu, thì vì Sơn nghĩ là BID không phù hợp để mà đánh một cái nhịp mạnh, cái trend mạnh trong năm nay. Còn cổ phiếu này nó sẽ khả năng nó sẽ lình xình thôi, lình xình là chính. Cũng chưa thấy một cái phiên là dòng tiền nó thực sự nó bùng nổ vào cổ phiếu này. Đây là chỉ là cái nhịp là giống như hồi kỹ thuật và hồi theo thị trường chung, nó cũng rơi rất là sâu trước đó rồi. CTG đây. CTG thì nó là đây là cản 38 rồi, lên 38 là bị áp lực bán này. Giải ngân cũng không giải ngân được, chờ điều chỉnh thì mới tính. Điều chỉnh về tầm 35 36 thì chúng ta xem xét. Giờ cứ kiên nhẫn thêm. Ai có thì ngày hôm nay ví dụ chốt được 38 thì nó rất là tốt này, đúng không? Tốt, ngày nay ngay cản này. Ta có STB. STB xin nói là nào, thì nó vẫn nằm trong cái khung này thôi, tức là vùng tầm giá khoảng 18 18.1 18.2 đấy, đến vùng 19. 19. Nó vẫn nằm trong cái sự tích lũy này thôi. Thì anh chị nếu mà mua thì chúng ta vào một phần, chúng ta phải chúng ta chờ chúng ta quan sát tiếp thôi. Quan sát tiếp. Đấy. Nếu mà nó điều chỉnh thêm thì có thể chúng ta sẽ cầm về đâu đó tầm theo sơ là quanh vùng 18 là có thể giải ngân được thêm với cổ phiếu này. Cái độ tích lũy của nó hiện tại như vậy Sơn đánh giá là nó an toàn, nó cũng cao, không có sợ mà áp lực gì đâu. Tại vì cổ phiếu này bản chất thì những cái quá trình này thì là chỉ là hấp thụ cái lượng hàng còn kẹp thôi, hấp thụ dần cái lượng hàng còn kẹp thôi, chứ còn nhà tạo lập họ ra họ chưa đẩy giá. Và cái lượng nhà đầu tư bắt đáy thì Sơn là những cái nhịp mà kéo lên như vậy và họ đã chốt cũng nhiều rồi. Những nhà đầu tư cho dù mua được cái vùng thấp nên áp lực mà bán cái vùng trên này nó cũng không có đâu, mà chủ yếu đến từ cái áp lực mà hàng kẹp ở trên thôi. Canh cái sự tích lũy ở đây tiếp tục một cái nền tảng ở đây thì chúng ta có thể chúng ta giải ngân khá là an toàn của cái này. Rồi chúng ta còn LPB. Đấy, LPB cứ đi loanh quanh như vậy, hôm nay khối lượng lớn thì thôi cũng không phải là điểm mua. Một là phải chờ điều chỉnh mạnh về đây thì chúng ta tính. Hai là cái khối lượng nó phải cạn đi. Cái vòng loanh quanh như vậy mà thanh khoản hôm nay nó lại cao hơn hôm trước thì thôi chúng ta phải bỏ qua. Phải chờ thêm. VIP nhìn chung là đi ngang vùng đỉnh, nó biến động nó cũng rất là ngắn, thì ai có nắm giữ thôi. Ai có nắm giữ thôi, cũng không phù hợp để mua ở vùng này. À, các cổ phiếu ngân hàng
À, ngân hàng còn SHB thì cho nó rất là yếu rồi. Đa phần ngân hàng phục hồi hết, nhưng chỉ còn mỗi B còn kém hơn cả BID nữa. Sơn nghĩ là sẽ có một cái phiên bull lên vùng này để mà bán cho anh chị, nếu mà chúng ta giữ để bán mà mãi vẫn chưa thấy bull lên. Nhìn chung nó cứ lình xình xình thế này, nên là chúng ta chú ý là có một cái phiên bull mạnh lên thì chúng ta đừng có chúng ta mua thêm hay là chúng ta tham gia mới gì nha. Phiên này chúng ta canh chúng ta thoát. Còn anh chị mà dự định vào mã này thì Sơn cũng thấy không tiềm năng lắm, nên chúng ta đánh đâu. Mã này chúng ta có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Thay vì chúng ta đánh như vậy thì mà đánh một mã này, mã SHB, chúng ta có thể chờ những cổ phiếu khỏe đó, như là Techcombank này đấy, rồi VP, những cổ phiếu lít như vậy, rồi MBB nó có sự điều chỉnh thì chúng ta sẽ canh, chúng ta mua nó sẽ hay hơn, cái dư địa nó cũng sẽ còn. Chúng ta chuyển sang dòng chứng khoán nha, dòng chứng khoán SSI đây thì cũng ngay cản điều chỉnh thì mới xem xét. Vùng điều chỉnh là tầm khoảng 31 32 mới xem xét nha anh chị. Rồi chúng ta có SHS. Đây SHS thì tôi nói là nó vẫn đang một cái mô hình nền tảng, trên nền tảng mà nó vận động theo giống khá là giống STB này. STB. Hôm nay thì SHS đóng cửa trên MA 20. Nhìn chung thì cũng cũng được. Cũng được, chúng ta quan sát thêm. Đây, tức là cổ phiếu này nó có 4 phiên rồi. 4 phiên vận động trong cái vùng nào. Đấy. Thì chúng ta có thể giải ngân thăm dò một phần cũng được đấy, và chúng ta chờ bao giờ cổ phiếu này nó đánh break khỏi cái vùng 265 này chúng ta mua, nó mua đủ một mua full luôn cho cái mục tiêu là lên đỉnh trên này đấy. Thì cổ phiếu này cũng như cổ phiếu STB thì tôi nghĩ với những cái mô hình tích lũy nền mà nó chặt như vậy đấy, nền tảng trên nền tảng thì nó có chỉnh thì nó sẽ chỉnh không có sau, đúng không? Sẽ chỉnh không sau giống như kiểu ở đây này, đúng không? Mua lên đây thì nó sẽ chỉnh về nó chỉnh của cây nến đầu tiên này, nằm trong một vẫn nằm trong cái hộp này thôi đấy. Thì nếu mà giờ chỉnh thì suy nghĩ chắc về tầm 25 25 STB thì về tầm 18 là nó không không có giảm sâu hơn được. Thì bản chất những cổ phiếu này nó cũng chưa gọi là tăng nhiều ở cái đoạn vừa rồi nhé, nhiều áp lực bán nó sẽ không cao đâu. Chúng ta có VND tiếp theo. Đấy, vận động như thế này phía trên là cản thì thôi không mua, điều chỉnh thì mới xem xét. Đấy, vùng này tầm khoảng 26 này, bình quân là quanh chúng ta quanh mốc 26 thì chúng ta xem xét, phải chờ này. Chứ còn không giải ngân ngay cái ngay kháng cự này. Đấy, và trước đó nó lại không có quá trình tích lũy nên chị tăng từ vùng 21 20.5 tầm khoảng 21 này, 21 22 21 22 mà tăng đến giờ là cũng lên vùng 27 28 rồi, nhìn chung là cũng cũng, cũng khá là nhiều rồi, và kháng cự ở trên này thì chờ bây giờ phải chỉnh thì chúng ta mới tính. Đa phần những cổ phiếu này nếu mà chỉnh thì Sơn nghĩ sẽ không chỉnh một cái mức đáy thấp hơn ngày 24 ngày 8 tháng 2. Thì chúng ta cứ canh về cái vùng mà từ cái mức giá đó đấy, rồi chúng ta canh giải ngân là Sơn nghĩ là nó sẽ phù hợp. Tại vì cái thị trường Sơn đánh giá là cũng sẽ không về lại 1075, 1080 một lần nữa đâu. Nó nếu nó có điều chỉnh nó sẽ mà tạo một cái đáy cao hơn nha anh chị. Là nếu mà những cái cổ phiếu nó đi giống cái mô hình của thị trường nha. Mô hình giống của thị trường thì nó sẽ không về về đáy của cái phiên này. Đó. Nó sẽ không về test lại cái đáy của phiên này đâu, mà nó sẽ một cái mức đáy cao hơn, nên là chúng ta đừng có chờ mà đến cái mức đáy này chúng ta mới giải ngân những cái vùng dưới đó thì sợ nó sẽ không có. À, sợ không có đâu. Không có giá đó để mà chúng ta mua đâu. Đó. Chúng ta phải chọn một cái mức mà nó cao hơn. Và trong một gọi là một cái quá trình mà tích lũy để tăng, không? Tích lũy tăng sau đó điều chỉnh lại rồi để tăng tiếp, thì chúng ta thấy là trong những cái quá trình điều chỉnh như vậy thì cổ phiếu nào nó càng tạo những cái đáy sau cao hơn đáy trước thì nó mới là tốt anh chị. Chứ còn chúng ta thấy là
Ví dụ thị trường rủ về đây 1130 thôi chẳng hạn, nhưng mà cái cổ phiếu đó nó lại về đáy của 1075 thì rõ ràng cổ phiếu đó nó yếu và cổ phiếu đó chúng ta nên bỏ qua. Anh chị chú ý nha. Đó, thì Sơn chia sẻ anh chị rất là nhiều cổ phiếu dòng ngân hàng, dòng chứng khoán, dòng dòng trụ đúng không? Rồi dòng thép đó. Nhiều điểm mà anh chị có thể canh, nhưng mà anh chị lưu ý đó là một cái cách để mà chúng ta xác định cổ phiếu mạnh cổ phiếu là chúng ta phải xem. Ví dụ chúng ta xác định cái vùng giá này ngày 8 tháng 2 này đấy, là cái cổ phiếu đó chúng ta đối chiếu đúng không? Chúng ta đối chiếu rất là dễ, anh chị có thể anh chị mở cái biểu đồ lên thôi, xem cái chart ngày 8 tháng 2 cổ phiếu nó đang ở đâu. Đó. 8 tháng 2 là Techcombank chỉnh về 34, thì bây giờ nếu mà Techcombank có điều chỉnh thì cũng không phải về đến 34 được, cùng lắm 35 thôi, 36 35 thôi thì mới ổn. Còn Techcombank mà về đến 34 nữa thì thôi là thấy Sơn thấy là yếu rồi đấy, suy yếu nhiều rồi đấy. Đó và có thể là sẽ không vào Techcombank nữa. Đúng không ạ? Đó, cái cách để mà chúng ta chọn để mà làm sao chúng ta sau một cái nhịp chỉnh thì chúng ta sở hữu được những con ngựa chiến thì chúng ta phải phải dùng cái phương pháp này để chúng ta chọn lựa nha. Cái này Sơn chia sẻ với chị luôn. STB ví dụ là vùng đó là 17 là đáy, thì bây giờ là tầm khoảng 17.5 18 thôi chứ không phải, nó không đẩy về 17. Về 17 nó là nó suy yếu à, phát đúng không? À, phát 40 là đáy đúng không? Đấy, bây giờ về tầm 41 42 thôi chứ đừng về 40 à. Chỉnh vậy thì sâu quá. Nhất là khi chỉ số thị trường anh chị số thị trường mà nó còn neo ở trên. À, nó có một cái đáy cao hơn thì chắc chắn những cổ phiếu mà nó theo cái xu hướng của thị trường nó không có thể nó giảm sâu hơn được, thì nó mới mới khi phục hồi thì nó mới khỏe được nha. Chứ không phải chúng ta giảm, chúng ta chọn trong một cái nhịp mà thị trường chỉnh đó, thị trường chỉnh chẳng hạn đấy, ví dụ là một hai phiên tới, phiên ngày mai, phiên ngày kia chẳng hạn, Sơn cũng chưa biết là phiên nào có thể là có một cái phiên đủ mạnh chẳng hạn, thì chúng ta lại đi kiếm cái cổ phiếu nào nó giảm sâu nhất chúng ta mua, thì chúng ta nghĩ là cổ phiếu này giảm sâu nhất thì khi phục hồi nó sẽ phục hồi mạnh nhất, thì cái đó là quan điểm hoàn toàn sai anh chị. Không phải là cứ giảm nhiều mà sẽ tăng lại nhiều đâu. Đúng không? Thì khi thị trường chúng ta thấy là về bây giờ là cũng là cách đỉnh 1.000 khoảng 25 điểm nữa thôi. Đúng không? Nhưng mà có nhiều cổ phiếu hoàn toàn chưa về, rất còn cách đỉnh rất là xa, thì chị nói SHB này. Đúng không? Còn cách cái đỉnh mà trên 1.200 rất là xa. Và BID này, đúng không ạ? Đó, còn rất là nhiều cổ phiếu mà còn cách xa thì và hoặc là VRE thì rõ ràng là không phải là cái cổ phiếu mạnh lắm. Không phải mạnh lắm, nhưng mà có vẫn có nhiều cổ phiếu đã vượt đỉnh. Đó. FPT, VPBank, đúng không ạ? Techcombank, đúng không ạ? Đấy. ACB đã vượt chẳng hạn, rồi MRG. Đấy. Vinhomes, đúng không ạ? Đó. Đó là chiến lược cho chúng ta. Rồi chúng ta đi tiếp dòng chứng khoán, chúng ta còn HCM, chúng ta nói hết dòng chứng khoán thôi. HCM thì Sơn thấy là nó vùng này thì thôi cũng bỏ qua, lên vùng cản rồi, vùng cản rồi, nếu điều chỉnh lại thì mới xem xét cổ phiếu này. Còn vùng này trên này thì phù hợp anh chị mình ta lướt thì chúng ta bán bớt ở trên này thôi, bán lướt cũng được. Tôi sẽ cho anh chị là những cái vùng kháng cự, những vùng hỗ trợ, chúng ta còn cái chiến lược mà quyết định bán sau đó để chờ giảm để mua hay là sau đó thì phải tùy anh chị thôi, tại vì mỗi người nó sẽ có một cái danh mục, thứ nhất chúng ta khác nhau này, giá vốn cũng khác nhau cùng với cổ phiếu. Đấy, anh chị là đánh một cái cổ phiếu, nhưng mà có anh chị là mua vào Techcombank nhưng mà cũng có một cái cổ phiếu mạnh khác là VPBank, còn lại có MBB, có MRG, FPT, thì cái danh mục của anh chị phải là rất khỏe đúng không? Cái chiến lược của anh chị là anh chị đánh toàn cổ phiếu khỏe như vậy không, thì có thể anh chị là à, tôi toàn giữ cổ phiếu khỏe, tôi không, tôi chốt vui vẻ một tí, chỉnh một tí thì tôi lại mua lại, thì tôi toàn siêu cổ phiếu không. Nhưng mà với những anh chị mà lại danh mục thì chỉ có một vài mã mạnh mà còn lại còn cổ phiếu yếu không, thì là cái hành động của chúng ta cũng phải khác đấy. Rồi có người thì dùng tiền thật, có người thì dùng lại margin, nên là thì trong giới hạn của những cái video này thì Sơn sẽ không có thể mà Sơn nói là để cho hành động của tất cả chúng ta nó như nhau được nha. Nhưng mà Sơn sẽ đưa một cái chiến lược chung, đó là với trường hợp nào thì chúng ta xử lý như thế nào thôi. Ví dụ là ai muốn thích chốt thì có thể đây là những vùng kháng cự, ai muốn mua thì có thể chờ về đây
mua thì nó an toàn hơn. Đấy. Chứ còn anh chị nhiều khi anh chị ta đang có những cái cổ phiếu nó phải nói rất là tiềm năng đấy, nhưng mà sao nói là cái vùng này nó cản, nhưng mà anh chị bán hết xong rồi bán hết phòng cổ phiếu không chỉnh bao nhiêu nó đã đánh vượt đỉnh lại chẳng hạn, anh chị mất hết hàng nên anh chị nói là à tại vì em kêu bán, đúng không ạ? Những cái vùng đó thì Sơn nói là đây vùng cản thì chúng ta thích hợp chúng ta trích đinh chốt một phần hay gì đó, thì cái đó là tùy mỗi người, mỗi người thích, ai thích chốt vì 30% tỷ trọng, ai có người lại thích chốt 50, có người lại thích chốt toàn bộ. Đấy, chốt ví dụ là Hòa Phát lên 44-45 chốt có khi là về 43 lại mua lại hết rồi thì cũng được, thì anh chị đối với anh chị lướt được một giá giảm vào giá vốn thôi, anh chị bán sạch rồi anh chị mua lại một giá 1,5 giá, đối với anh chị như vậy là hài lòng, thì cái đó chiến lược, đúng không? Chiến lược của mọi người. Sơn sẽ nói như vậy để mà trừ những trường hợp nào mà cổ phiếu Sơn thấy nó không tiềm năng lắm, ví dụ như là BID, SHB ở trong dòng ngân hàng đoạn này đó, thì Sơn thấy cổ phiếu này nó không có mạnh, nó yếu thì có thể là cái nhịp đó nếu mà phục hồi lên thì Sơn nghĩ anh chị khuyên anh chị bán hết để mà chúng ta cơ cấu danh mục thôi, cơ cấu danh mục cho nó hiệu quả hơn. Hoặc là gáp phiên rồi thì Sơn cũng nghĩ là Sơn khuyên anh chị là nó có thì chúng ta sẽ nên bán, tại vì dòng dầu khí thì Sơn đánh giá gáp cũng không phải là cao bằng so với những cổ phiếu như là PVS, PVD hay là BSR. Gáp chúng ta sang dòng dầu khí đồng gáp thì cái vùng này Sơn cũng nói là anh chị có thể là cản ngay đây thì anh chị có thể bán, đúng không? Bán chờ giảm cover lại hay sao đấy, hoặc là cơ cấu gì đó thì tùy mọi người. Dòng dầu khí thì cũng thấy là ngày phiên ngày mai thì nó là một cái phiên mà áp lực về dòng dầu khí là cái hàng T3 về và cái hàng đu toàn là giá cao, đúng không? Toàn là giá cao. Là ngày mai là một cái phiên khá là quan trọng đối với dòng dầu khí để xem cái xét cái dòng dầu khí nó tác động như thế nào và nó có giữ được cái sức mạnh và nó đánh tiếp hay không. Phiên ngày mai là đu toàn giá cao và cái khối lượng lớn gas này. Nên là những cái vùng này thì Sơn hầu như là mua thì cũng Sơn thấy là cũng không có nên vào những cái vùng phía trên này. Có điều chỉnh sâu thì chúng ta mới tính. Còn vùng này thì Sơn vẫn ưu tiên là khuyến nghị là chốt lại bớt với anh chị chúng ta có hàng thôi. Chốt hết, chốt bớt thì tùy BVD cũng vậy. Ngày mai phiên áp lực này về mà chúng ta phải quan sát thêm phiên ngày mai, thậm chí phiên ngày kia nó xem như thế nào đó. Đó. Việc mua đến những cổ phiếu này thì Sơn sẽ chưa gọi con trưởng. Ngày hôm nay đáng lẽ nếu mà nó giảm tiếp một cái phiên giảm điểm nữa để phiên ngày mai họ rủ những cái hàng T3 về đây thì chúng ta bắt ở đây này. Còn ngày hôm nay nó lại phục hồi lên như vậy thì nó sẽ là hơi khó thì chúng ta quan sát thôi. Quan sát. Đối với anh chị là chúng ta quyết định mua nha. Mua. Còn anh chị còn nắm giữ thì Sơn nghĩ vẫn cái vùng này là chúng ta vẫn phải cẩn trọng, tại vì vùng thứ nhất là cả hai vùng đỉnh cũ, đúng không ạ? Vùng cả hai của cái cổ phiếu này đều leo về cái vùng đỉnh cũ và cái khối lượng phiên trước nó rất là cao nên chúng ta cần phải quan sát nó chặt chẽ. Ví dụ riêng trường hợp PVS thì nếu mà đóng cửa phiên ngày mai nó phải vượt lại vùng 22 đó thì chúng ta mới an tâm, chúng ta giữ thôi. Còn thủng lại 21 này kia thì chúng ta phải bán cổ phiếu này nếu mà chúng ta đang có hàng. Còn mình nó đi ngang ở đây thì chúng ta sẽ quan sát phiên tiếp theo nữa chẳng hạn chúng ta đang cầm. PVD cũng vậy, PVD điều kiện phải vượt lại vùng 24 anh chị, vùng 24 lại đi thì chắc ăn. Đấy, thì chúng ta nắm giữ tiếp, còn thủng lại phiên ngày mai là thủng tầm khoảng 22.5, thủng lại cái mốc 22.5 này thì nên bán, đang có thì nên bán thôi để tránh trường hợp nó rơi sâu hơn, bán sạch. Vì rất dễ là phiên tiếp theo nó lại giảm tiếp. Vì phiên ngày mai nếu mà về 22.5 rõ ràng là nó mất đi cái thành quả tăng của ngày hôm nay rồi. Đó. Rồi BSR. BSR đấy thì nếu mà điều chỉnh thêm thì bắt đầu là chúng ta có thể chúng ta canh ở cái vùng này tầm khoảng theo Sơn là không đến vùng này đâu. Khả năng nếu mà chỉnh thì Sơn là tầm khoảng 11.5 thôi. Đấy, quanh 11.5 nếu mà có điều chỉnh về đây. Thị trường rung lắc mà về đây 11.5, 11.7 thì chúng ta có thể
chúng ta có thể chúng ta bắt được ở đây, bắt được ở đây cũng được. Còn nó lanh quanh ở trên này thì thôi, phải quan sát tiếp. Đấy. Có một cái nền tảng tích lũy ở vùng đỉnh thì chúng ta chờ cái nền tảng nó tích lũy nó phải chặt chẽ thì chúng ta mới phải tính đến cái việc mà chúng ta mua. Đấy. Vì đây là PVD, VVS hay BR đều cái dạng là gặp đỉnh cũ hết. Đang ở trong một cái mẫu hình nó cũng rủi ro, đó là mẫu hình hai đỉnh. Chưa biết được là có vượt đỉnh tiếp được hay không, hay là sẽ tạo hai đỉnh và đi xuống được lại, gãy trở lại. Thì nên là cái đoạn này đối dòng dầu khí thì nhìn chung thì Sơn thấy là vẫn là dòng tiềm năng, vẫn là dòng chúng ta quan sát tới, nhưng mà cái điểm mà để vào đấy, vào mua bán của chúng ta phải cực kỳ thận trọng. Vì nếu mà chúng ta mua mới, vì trước đó là có cái lượng nhà đầu tư họ lãi rất là khủng ở những cái vùng dưới này, đã về trên này rồi, họ sẵn sàng họ chốt vào đầu chúng ta ngay đấy, họ sẵn sàng chốt vào đầu chúng ta ngay và thành chúng ta thành cái đội kẹp ngay, nên là phải cẩn trọng nếu mà chúng ta đánh vào những cái cổ phiếu này. Nó đặc biệt nó lên và nó không có cái sự mà nó PVS thì còn có một vài phiên tích lũy ở đây, chứ còn PVD là tăng sốc lên luôn á, tăng sốc lên luôn. Đó là dòng dầu khí à. PVT hay gì nữa thì nó cũng như vậy. Đấy. Phiên T3 về khối lượng lớn, về cả ba cái dạng cổ phiếu này đều chịu như nhau. PVT thì nó hơi yếu hơn, trong dòng dầu khí thì Sơn chỉ đánh giá cao là PVD, PVS và BR thôi. Ba cổ phiếu nó đều quay trở lại đỉnh trước tiên trong dòng dầu khí. Còn trường hợp nếu mà ngày mai cũng các cổ phiếu này đạt mạnh thì phiên về PVD, PVD thì Sơn nghĩ tầm khoảng 20-21 thì Sơn mới xem xét để mà Sơn giải ngân. PVD, PVS thì phải về tầm khoảng khả năng phải 19-20 chúng ta nâng thêm một chút ở trên này, vùng giá trên này mới xem xét được. Còn cao quá thì thôi, phải chờ. Đó là dòng dầu khí. Chúng ta sang dòng khác, một cái dòng bất động sản nha. Bất động sản thì chúng ta có KDH, đúng không? KDH thì sẽ nói là đây là ngưỡng cản này. Mình chờ quá trình nó tích lũy thêm đi, tích lũy đây nếu mà có hình thành một cái nền tầm khoảng 4-5 phiên thì nó khá là tốt. Nhìn chung là cũng đang cân bằng phía trên là kháng cự rồi. Còn điều chỉnh giảm thì KDH thì có thể là xem xét, nếu mà điều chỉnh về vùng này xem xét tầm khoảng 32-32.5 đó là cái vùng mà chúng ta chú ý được, chúng ta thăm dò được. Nam Long là mẫu hình hai đáy V kép, đúng không? V kép thì bây giờ nó sẽ dễ có một cái nhịp test lại. Phiên mai là một cái phiên breakout về thị trường không đồng lại, rất dễ nó test lại cái đỉnh cũ này ngay, xem quá trình test lại như thế nào, đúng không? Test lại như thế nào thì chúng ta không mua được ở lúc vượt đỉnh thế này, hoàn toàn xem cái quá trình test lại một khối lượng thấp, đúng không? Phiên ngày mai khối lượng thấp, giá đóng cửa của nó không phải là đóng cửa giá thấp trong phiên, thì chúng ta mà có những cái nến rút chân đó thì chúng ta phải là giải ngân ngay vùng 35 này chẳng hạn. Ví dụ nó đạp về tầm khoảng 36, đạp thủng 35 nhưng mà cuối phiên vẫn duy trì quanh cái vùng 35 này, chúng ta bắt vùng 35 này, cứ bắt một phần cũng được. Thì đây xu hướng là những cổ phiếu nó vượt đỉnh, nó khỏe, nó có mẫu hơn. Cơ hội mà nó giảm lại thì nó cơ hội đó, chúng ta lỡ, ví dụ chúng ta lỡ cái việc mua khi nó breakout thì chúng ta sẽ xem khi nó điều chỉnh lại cũng được. Rồi chúng ta còn đất xanh. Đất xanh thì ngày hôm nay cũng tăng khá là tốt trong dòng bất động sản luôn. Đấy, tức là đất xanh vẫn giữ được cái vùng mà sau khi vượt cái vùng 23 nữa không ạ, thì nếu mà có thì chúng ta ưu tiên chúng ta nắm giữ. Mua mới thì theo Sơn thì thôi, không có hàng thì thôi, bây giờ phải chờ một cái cơ hội khác hoặc là một cổ phiếu khác thôi, chứ còn không có vào ở vùng này. Dự kiến là nếu Sơn nghĩ nếu có điều chỉnh thì chúng ta mới xem xét lại nè. 22-23 nhưng mà không điều chỉnh thì thôi. Đất xanh rồi chúng ta còn DG nha. DG thì yếu hơn. Nhìn chung thì DG thấy không ưu tiên lắm.
Nam Long Candy, đất xanh là những cái mã mà ưu tiên trong cái dòng bất động sản hơn. Rồi Hà Đô, Hà Đô thì phía trên là cảng rồi, phía trên là cảng, giờ mua thì phải chỉnh thì chúng ta mới tính cái việc chúng ta mua. Chỉnh thì có thể là về quanh vùng 395, tầm khoảng 395, 40 gì đấy là xem xét được nha. Xem xét được đối với cổ phiếu Hà Đô này, cổ phiếu kinh doanh tốt, lợi nhuận tốt. Đấy là cái phiên mà phiên này họ phiên rất giả đúng không? Phiên này ai đu vào khối lượng lớn này. Khối lượng rất là lớn này. Hàng về cắt một mạch luôn, thị trường đảo chiều khác, hàng về cắt một mạch T3. T3 cắt ở đây. Đấy. Nhắm sàn luôn. Và thêm một cây sàn tiếp ở đây. Thì hầu như là chúng ta thấy là cái lượng đu đỉnh ở đây là bị hấp thụ ở hai cây nến này rồi. Tức là tay to họ hấp thụ lại, cá mập hấp thụ lại. Giờ nếu điều chỉnh ở đây thì chúng ta sẽ xem xét những ngân đi được nha. Ngân bất động sản Hà Đô cũng tiềm năng. HDC cũng sẽ thấy cũng hay bất động sản. Đấy, HDC là cũng hai đáy nè, vượt đỉnh này. Hôm nay test lại. Đó là cái dạng mẫu này nè, đúng không? Thì nếu mà Nam Long nó cũng như vậy thì chúng ta có thể xem bắt lại cái vùng ngay cái vùng nó test lại. Đó. Test lại và rút chân lên như vậy là tốt quá. Tốt. Đây cũng là cái phiên T3 của hàng vượt đỉnh về nè, đúng không? Chúng ta áp dụng, chúng ta nhìn HTC, chúng ta sang nhìn sang 55. Rồi đó là dòng bất động sản. Sản của IEC không mặt nay thì về là đỉnh cũ rồi, mà qua hết không có điểm mua thì thôi, không điểm mua, anh chỉ có thì chút là phần đây cũng được. Thanh khoản này cũng rất là cao, nguồn này hạn chế chúng ta đua lại nữa. LDG này tăng cũng tốt nha, mà LDG là dạng cổ phiếu này nó bị gãy rất là sâu phía dưới. Nên là Sơn nghĩ đây là cái phục hồi kỹ thuật. Kỹ thuật thì đâu đó tầm khoảng giá 8 này. Nếu mà phiên một phiên tăng nữa tầm 7.78 thì thôi rồi bắt được chúng ta đánh ngắn. Không phải dạng tiềm năng để mà chúng ta kỳ vọng nó đi xa được cái cuộc này. Có NTL nhé, có NTL thì sẽ nói anh chị là hai đáy đúng không ạ? Hình hai đáy, phải chờ quá trình tích lũy thôi. Cho nó nguồn tích lũy ở đây này. Chúng ta xem xét nha, mô hình hai đáy cũng khá là đẹp. Dòng bất động sản thì xuất hiện nhiều, đúng không? Chúng ta thấy là Nam Long cũng có, rồi HDC, đấy, rồi NTL, hai đáy. Chờ xem quá trình tích lũy thôi, chưa vội mua. Đang test đỉnh mà, đang test cái chữ V kép này. Cái tích lũy ở đây là tích lũy nó cạn cung, thêm một vài phiên cạn cung nữa thì là khả năng nó sẽ break out là khá là cao, chúng ta mua cũng được. Hoặc mà đối với những cái dạng này thì chúng ta thấy là chúng ta mua ở đây, mua 26, 265 cũng vậy thì thôi, chúng ta chờ vượt hẳn 265. Tức là khi mà vượt hẳn 265 về phiên chiều để xu hướng này, nó sẽ đánh, nó quyết định cái xu hướng mà vượt hẳn 265 thì chúng ta mua, chấp nhận mà đánh vượt đỉnh, và sau đó chúng ta sẽ stop loss là khi cổ phiếu mà nó quay trở lại và nó thủng những cái hỗ trợ phía trước. Ví dụ ở đây là nó có nhiều lần nó test, nó không có bị mất cái vùng 26 thì chúng ta mua khi nó vượt 265, và khi nó đóng cửa quay lại nó thủng vùng 26 thì đó là cái rõ ràng cái mẫu hình breakout này nó bị thất bại quá. Vượt 265 nó tăng lên một hai phiên đây mà nó quay đầu nó thủng về 26 thì mẫu mô hình thất bại, chúng ta sẽ đặt cái lệnh stop loss thôi đó. Còn không thì chúng ta cứ nắm giữ thôi, nếu mà chúng ta cho cái lãi nó chạy. Ở trường hợp cái cách mà chúng ta mua cái cổ phiếu nó break đỉnh anh chị, và mua cái nền cao
thì chúng ta phải dùng như vậy, tại vì mua cao thì cái vị thế của chúng ta nó sẽ là cái rủi ro nó sẽ cao hơn những cái vị thế mà mua ở nền dưới này chẳng hạn. Nên là chúng ta phải đặt một cái ngưỡng cắt để tránh trường hợp cổ phiếu nó giảm sâu thì chúng ta bị thiệt hại nó nặng. Bình thường cổ phiếu rất đỉnh thì nó sẽ mang cái lợi nhuận nó cũng tốt, chúng ta nó sẽ mạnh. Rồi ALG cũng kiểu mẫu như thế này đúng không? Thì đây là NTL ALG thì Sơn chia sẻ theo dõi tiếp. Hôm nay nó test lại như vậy, rút chân vậy là đẹp nha. Nhìn chung là đẹp đó. Chúng tiếp tục theo dõi chặt chẽ mã này thôi. Khối lượng cũng không nhiều này, không cao này. Theo dõi thêm một hai phiên. Còn trường hợp mà ở đây mà nó đánh break lên vùng 37 luôn thì chúng ta mua luôn, đúng không? Đây mà đánh break lên 37 rõ ràng là ý đồ nhà tàu lọc muốn đánh vượt đỉnh rồi, chúng ta đu theo chúng ta mua luôn. Không thì cứ chờ tích lũy thêm một hai phiên nữa an toàn thêm thì chúng ta mua. Nhìn chung thì xu hướng suy nghĩ là sẽ cổ phiếu này còn đánh tiếp khá là cao, mục tiêu là chúng ta lên vùng 40. Đó là một dòng bất động sản nha. Thì hôm nay thì có một cái số cổ phiếu thì anh chị cũng có thể là chú ý đó. Chú ý thì ngoài những mã này thì Sơn đã nhắc rồi đúng không ạ? Tên là ALG chúng ta quan sát để mà chúng ta theo dõi nè, hoặc là những cái cổ phiếu mà nếu thị trường điều chỉnh mạnh thì chúng ta có thể mua đó. Còn trường hợp nếu thị trường không điều chỉnh thì như thế nào ạ? Chúng ta xem những cổ phiếu như ALG này, tích lũy này, ATL này đúng không? Đó. Cổ phiếu này lũy thêm những phiên tới và có dấu hiệu đánh vượt đỉnh thì chúng ta sẽ tham gia. Cổ phiếu hôm nay Sơn nói là cũng muốn nói chỉ có cổ phiếu KSB thì Sơn thấy là vận động cũng đang khá là tốt, hôm nay dòng tiền vào cũng khá là mạnh. Nó đang trong một cái vùng có 3-4 phiên tích lũy ở vùng này. Thì cản của nó hiện tại là đang cái vùng tầm khoảng giá 32 tích lũy trong vùng đi quanh vùng chúng ta thấy là 31 đến 32 xuống vùng này. Thì cái tại sao thì cả KSB thì cái tháng 1 vừa rồi thì hôm nay vừa có tin đó là cái tháng 1 vừa rồi là cái lượng mà giải ngân đầu tư công của chúng ta là đạt kỷ lục luôn anh chị, là cái dòng đầu tư công này chúng ta phải chú ý anh chị, chú ý những cái cổ doanh nghiệp cho nhóm ngành đầu tư công và đặc biệt là thấy là đá xây dựng đúng không? Đá xây dựng là nó cung cấp rất nhiều cho các cái dự án của đầu tư công, dự án lớn. KSB này khá là tiềm năng. KSB thì vừa sở hữu cái công ty là vật liệu xây dựng Đồng Nai đấy, Sơn không nhớ chính xác mình. VLC là chăn nuôi. Thì gì Vilico xem lại công ty VLB anh chị, cái mã VLB nha. VLB thì cái mã này cũng sở hữu nhiều mỏ đá này. Vừa rồi tăng cũng khá là đẹp. Đây thì KSB đó, thâu tóm xong cái doanh nghiệp này thì cái quy mô của KSB là hiện tại rất là lớn ha. Cái sở hữu cái
cái lượng mỏ đá nó trữ lượng đá đó, rất là nhiều trong ngành, rất là lớn trong ngành, nó khá là tiềm năng. Chú ý cái mã này. Cái về tín hiệu kỹ thuật thì nó cũng cho thấy là cái nhịp này cũng thấy là cái dòng tiền lớn đi vào này, và sau khi nó gãy mạnh rồi thì cũng thấy là khối lượng, hầu như cái khối lượng nó cũng không có thoát ra, tức là những cái nhà đầu tư bị kẹp ở trên này họ bán hầu như họ đã bán sạch rồi. Đấy, bị bán cắt lỗ vùng này rất nhiều, bị mua đua vùng 36 mà nó về tận 24 25 nó giảm rất là sâu thì là họ đã bán rồi. Nó bán khoảng 3 mấy% chị. Nó đã bán rồi, nhưng cái dòng tiền lớn thì nó vẫn nằm trong cái cổ phiếu này. Dòng tiền lớn. Rồi chúng ta cũng có thể là chú ý cái cổ phiếu này. Nó tích lũy nền như thế này thì chúng ta 1-2 phiên tới vẫn lanh quanh ở đây, chúng ta cứ giải ngân thăm dò được nha. Giải ngân thăm dò, và nếu vượt vùng 32 thì chúng ta mua gia tăng. Thì kỳ vọng của chúng ta thì nó sẽ đâu đó là trước mắt là vùng đỉnh cũ đó, hướng đến vùng đỉnh cũ đó. Ngoài ra thì có thể là khi vượt đỉnh thì nó sẽ hướng đến tầm, tôi nghĩ có thể là sẽ đạt giá tầm khoảng 38-40 không chừng. 38-40 không chừng. Khá là tiềm năng ở cái cổ phiếu này. Đó thì chúng ta thấy là đầu tư chúng ta nắm bắt được không? Cái ngành nào nó có triển vọng trong năm nay thì chúng ta đầu tư. Chúng ta chú ý chặt những cái doanh nghiệp mà nó liên quan cái ngành nghề đó, những cái thông tin về giải ngân đầu tư công thì chúng ta sẽ nghĩ rồi. Nhóm vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng và nhóm những doanh nghiệp mà có cái mảng mà xây dựng cầu đường chẳng hạn, cầu đường, rồi các doanh nghiệp dòng thép, dòng thép cũng sẽ hưởng lợi, xi măng. KSB thì nếu vượt vùng 36 thì Sơn có thể nghĩ cổ phiếu này nó sẽ quay lại cái vùng 40-41. Mà trước tiên thì chúng ta cứ target ngắn về cái đỉnh cũ đã, thì cái mức lợi nhuận của nó cũng tương đối rồi. Đấy, kỳ vọng vùng 41 là 41-42 là cũng là cái đỉnh cũ luôn, cái đỉnh thời đại của cổ phiếu này luôn. À, cổ phiếu thứ hai của chúng ta chú ý đó là cổ phiếu Lycosi này. Lycosi là có cái mảng cầu đường xây dựng, là doanh nghiệp về đầu tư hạ tầng cũng như là có đầu tư thêm về mảng năng lượng nữa. Đấy, năng lượng rồi bất động sản nha, bất động sản thì có ba cái ngành mũi nhọn như vậy. Thì Lycosi thì cái dòng tiền vừa rồi cũng đánh lên rất là mạnh, đánh kéo lên rất là mạnh, và hầu như là thấy là trong cái phiên thị trường mấy hôm nay thị trường có vẻ yếu, nhưng mà chúng ta thấy là cổ phiếu này vẫn kéo liên tục, đúng không? Vẫn kéo liên tục, và hiện tại thì đang test lại cái vùng đỉnh cũ rồi. Thì trường hợp này có một cổ phiếu mà giai đoạn tới mà cổ phiếu này nó điều chỉnh thì đó là chúng ta có thể chúng ta chú ý về cổ phiếu này. Thì cái vùng mà Sơn nghĩ là về tầm 15 đó, có thể nó sẽ tích lũy lại cái vùng 15 đó, 15, và chúng ta sẽ có một cái mẫu hình chúng ta gọi là mẫu hình cốc tay cầm chẳng hạn. Cốc tay cầm ở đây hình thành cốc tay cầm ở đây, nó cũng không có chuẩn lắm, tại vì ở đoạn này nó võng xuống ngay từ đầu và nó tạo đáy ở đây, nó chuẩn hơn cốc tay cầm ở đây. Còn không thì ở đây nếu mà điều chỉnh xuống thì chúng ta cũng thấy là nó thành một cái mẫu hình vai đầu vai nha, vai đầu vai cổ phiếu này đó. Đấy, vai đầu vai đây, vai đầu vai thì đây, về cái vùng này chúng ta sẽ mua ở bên cái vai phải, đúng không, cái vai phải này. Đấy, và khi break out lên thì nó sẽ tăng rất là mạnh, rất là mạnh. Và Sơn kỳ vọng là nếu mà nó vượt lại cái vùng 16 này, tức là sau khi nó điều chỉnh xong và nó vượt lại cái vùng đỉnh ở đây tầm khoảng 16-16.5, 16.3, cái kháng cự ở đây thì nó sẽ lên rất là mạnh, và có thể lên được tầm giá 20, ngắn hạn mà phải kỳ vọng được giá 20 đó. Đó thì trong ngành mà hôm nay thì thấy một cái tin đó là cái về đầu tư công đó, nên là chúng ta sẽ chú ý thêm những doanh nghiệp về đầu tư công nha. Đầu tư công, doanh nghiệp nó đang có dòng tiền vào rất là tốt, trạng thái và có triển vọng. Lycosi thì cái kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng rất là tốt, và cái định giá hiện tại thì cũng chưa có cao.
cũng còn tiềm năng nhiều. EPS 2007 mà giá này hiện tại PE cũng chỉ có 6 lần thôi, là tiềm năng tăng liên tục trong cái thời gian vừa tạo đáy vùng 12 và tăng liên tục đến vùng 16 rồi. Hai cổ phiếu đó anh chị tiếp tục nha, có thể là chú ý đưa vào danh sách quan sát. Khả năng thì nếu mà điểm mua mới thì khả năng là KSB sẽ có trước thôi. KSB những phiên sắp tới mà break được cái vùng 32 là một cái tín hiệu xác nhận của KSB để tiến về cái vùng đỉnh cũ, break out vùng 32. Đấy, vùng 32 thì chúng ta thấy ở đây có cản 32.5, nhưng mà nếu nó đã tích lũy trước khi cái vùng lên gặp cái cản này thì khả năng cái cản 32.5 này sẽ vượt qua dễ dàng thôi. Break 32 là nó tiến thẳng về đỉnh luôn, đỉnh cũ luôn. 35 36 luôn chứ không có bị chừng lại đây đâu. Đó là hai cổ phiếu chú ý thêm. Còn lại thì những cái cổ phiếu blue, những cổ phiếu mà nhóm ngân hàng đấy, ngân hàng rồi thép rồi bán lẻ, những cổ phiếu đó, rồi bất động sản thì em cũng chia sẻ anh chị rồi. Chúng ta chiến lược thì chúng ta sẽ thị trường nó điều chỉnh thì đó là cơ hội thôi, chứ còn sự nghĩ không có đáng ngại. Nhìn chung thì cái view của thị trường đoạn vừa rồi thì Sơn thấy là Sơn nắm cũng khá lọt. Ví dụ ngày hôm nay này, khi tín hiệu mà cái thị trường nó đi vào vùng 180-190, nhưng mà thanh khoản nó lại bị thấp anh chị. Hết phiên sáng đó, thì Sơn thấy là cái thanh khoản nó lại thấp hơn cái phiên trước. Rồi cái việc mà Vinhome VIX nó kéo thì nó chiếm đến 50% cái điểm số tăng của thị trường, nên là vùng này thì chúng ta không có nên chúng ta mua mạnh mà chúng ta chốt lời bớt thôi. Còn hôm nay Sơn có giải ngân test vào STB, và nếu mà có điều chỉnh thì những phiên tới thì chúng ta có thể gia tay. Đấy. Hoặc là chúng ta chờ hàng về thì chúng ta mới tính tiếp. Nhìn chung là chưa có vội vàng chúng ta tham gia. Và khi mà tín hiệu như vậy thì việc phiên chiều đó, khi Vietcombank nó kéo lên, đúng không? Vietcombank kéo lên, Vietcombank kéo lên, mà Sơn thấy là cái việc đó là nó chỉ là nó kéo chỉ số thôi, nhưng mà không có sự đồng thuận. Đồng thuận thì Sơn bắt đầu là Sơn tín hiệu là Sơn trò sọt ở cái vùng 9X ở trên. Đây sọt 93, 1193, 1195. Hôm nay xem về cái phát sinh lên chị. Đúng không? Đấy. Nó sọt cái vùng 93, 95 ở phía trên này. Đấy. Và trong ngày phái sinh ngày hôm nay, phái sinh hôm nay thì nó cũng là có hai lần nó test cái ngưỡng. Mở cái đồ thị mà nó ngắn hạn cho anh chị xem. Đây không có cái trạng ngắn hạn. Đấy, cái việc này hai lần tạo đỉnh này, hai lần test cái ngưỡng mà sát 1002 mà nó không qua này, thì đó là cái tín hiệu mà chúng ta tham gia, chúng ta sọt này. Đấy, chúng ta sọt thì Sơn là thực hiện sọt cái vùng này. Đấy, sọt vùng này. Đấy, xuống này chúng ta sẽ chốt lời thôi. Nhìn chung ngày hôm nay là một cái phiên cũng khá hiệu quả phái sinh, vì khi chúng ta là có một cái sự chuẩn bị, không chuẩn bị về cái kịch bản của thị trường rồi, thấy rồi nó thỏa điều kiện của chúng ta và nó vận động thì nó như cái dự kiến của chúng ta, hiện tại nó đánh thôi. Mình cái vùng 95 đến 100 đến 1002 đi nữa thì Sơn nghĩ là cái vùng nó canh sọt. Đối với chỉ số phái sinh anh chị, còn cơ sở ngày hôm nay thì cũng không có đến cái vùng 1002 đâu. Phái sinh đó là có thời điểm mà lên sát 1002. Đó, sọt. Đấy. Về 80X thì bắt đầu là cái hỗ trợ. Hỗ trợ thì vùng này chúng ta chốt này. Chúng ta chốt và nó hồi lên thì là Sơn cho sọt tiếp này. Hồi lên. Hồi lên đâu đó là đấy. Hồi lên này, hồi lên là sọt tiếp cái vùng 88 đến vùng 91 này anh chị. Tức là nó khi nó hồi lên này. 88 đến 91 là Sơn cho sọt tiếp này. Tại vì sao? Tại vì lúc đó là chúng ta thấy là cái cơ sở hồi nhưng mà cũng không hồi mạnh lắm, và phải sinh hồi như thế này để giết những nhà đầu tư, người ta sọt đuổi thôi. Người ta sọt đuổi ngay tại cái hỗ trợ đó thôi. Tại sao nhìn ra nó hỗ trợ, nó vẽ một cái trendline ở đây này. Đấy.
thì chúng ta nắm cả về kỹ thuật rồi chúng ta nắm về xu hướng thị trường đúng không? Thì chúng ta sẽ cải cả, nên là nhiều người bảo là phái sinh nó khó đánh đúng không? Khó đánh thì vì chúng ta không nắm được, không nắm được cái xu hướng là thứ nhất, thứ hai về kỹ thuật chúng ta cũng không nắm, rồi chúng ta không xem được cái yếu tố của nhà tạo lập, họ lừa chúng ta xong thông qua việc là họ kéo những cái lần mà kéo cái sự hưng phấn lên này, nhưng mà đến từ những cái việc mà họ kéo trụ đó, thì chúng ta sẽ nhìn ra được cái đó, sẽ nhìn ra được cái đó và hầu như là không có long những cái vùng trên này nữa. Mặc dù trước đó cái vùng mà khi thị trường sập thì Sơn chủ yếu Sơn đánh long thôi. Đấy, những vùng cứ sập xuống là sẽ canh long, sập xuống là canh long. Những cái phái sinh mà Sơn chia sẻ với anh chị trong những có những một vài video Sơn có chia sẻ đấy, những cái phiên mà thắng được cái chiều long rất là lớn thì cứ canh sập này, canh sập là long, ở đây canh sập là long, cái đoạn mà nó sập xuống đây, những cái vùng trên này là những vùng rủi ro, là thấy hoàn toàn chúng ta nắm được cái lệnh sọt. Đấy, tiếp tục sọt tiếp một cái vùng thì nó có một cái nhịp bung tráp lên đúng không ạ, bung tráp bên này lên 80-90 mà cuối phiên nó chỉ còn vài ở vùng 70-72 thôi. Đấy, cái lợi nhuận ngày hôm nay nó ổn. Đấy, cái lợi nhuận ngày hôm nay hai cái tài khoản này đúng không? Hai tài khoản đó. Thì chúng ta nắm được cái xu hướng thị trường thì chúng ta sẽ rất là bình tĩnh. Chúng ta hầu như là chúng ta luôn có những cái kịch bản chuẩn bị với những cái biến động thị trường anh chị. Cả về cơ sở hay là phái sinh thì chúng ta đều an tâm, chúng ta đánh cả. Không có gì mà chúng ta phải sợ. Kịch bản bây giờ thì kháng cự này thì tội tin gì chúng ta phải mua mạnh đúng không? Nhưng mà sập đi, ví dụ rủ mạnh đi thì chúng ta cơ hội đó chúng ta phải mua. Chứ còn những phiên đó thì Sơn nghĩ là chị đừng có bán nha. Đừng có bán. Bán tháo làm gì cả. Đừng có sợ hãi. Những cái thời điểm đó anh chị cầm tiền là có cơ hội cho anh chị. Anh chị có thể đoạn này anh chị cứ túc tắc, anh chị chờ thôi. Anh chị kiên nhẫn, anh chị chờ. Nhưng mà nếu mà có chỉnh thì anh chị phải mua mạnh. Còn nắm hàng thì chúng ta cứ thông thả thôi, chưa có diễn biến gì quá xấu thì kéo thì chúng ta chốt bớt. Đấy, chốt bớt thôi, chúng ta hạ tỷ trọng, hạ margin đi, tại vì những cái vùng mà này và nó đã kéo lên thì cái lượng mà chúng ta đánh bằng margin thì nó lại nó tốt, thì chúng ta chốt cái tiền vay và giữ tiền thật, chúng ta lại quan sát tiếp cái động thái của thị trường. Nhìn chung thì thị trường nếu mà phiên ngày mai đóng cửa, có thể đóng cửa, hoặc là phiên ngày mai trong phiên nó thủng cái vùng lại vùng 70 đó, vùng 70 sau đó là cái hỗ trợ 60 anh chị, 60 thì khả năng là nó sẽ có cái nhịp nó chỉnh hơi nhiều. Vùng 7 thủng 70 thì chắc nhiên phải về 60 rồi, nhưng mà chưa biết là về 60 có phục hồi được hay không. Nhưng nếu thủng 60 thì có thể là tại vì từ về cái vùng 80 này về 60 cũng mất 20 điểm là rất là dễ là nó sẽ chỉnh sâu hơn anh chị. Còn về 60 mà nó lại phục hồi lại thôi thì nó cũng bình thường, không vấn đề gì, tức là nó đi trong cái biên 20 điểm này, 60 80 thì không có gì để nói. Mà chúng ta chú ý nha, quan trọng là cái ngưỡng 60 đó. Nếu mà để thủng trở lại cái vùng 60 thì khả năng là Sơn nói đó, thì nó có thể là nó cái chỉ số của chúng ta nó có thể vùng về vùng tầm khoảng 1140 đến 1130 đó anh chị, cái vùng đó nha. Chú ý cái vùng đó là cái vùng giải ngân đẹp đấy. Nếu mà chúng ta đoạn vừa rồi anh chị đã lỡ sóng và chưa biết mua gì đúng không? Đoạn này thì giảm là cơ hội chúng ta mua. Đó. Dow Jones mà đang cứ lanh quanh cái vùng dưới đáy này nó cũng rủi ro nha anh chị, rủi ro đấy. Cẩn thận cái việc mà Dow Jones nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường chúng ta, tác động tâm lý và tất nhiên chúng thấy là chứng khoán mà thế giới họ có tăng mạnh thì sau đó họ cũng phải cho họ điều chỉnh, nhưng nên chúng ta đừng có thấy mà họ điều chỉnh mạnh thì chúng ta là cái phiên đó chúng ta là chạy đi, chúng ta bán theo họ đúng không? Không có hợp lý. Bán thì Sơn khuyến nghị anh chị là chúng ta bán, nhưng chúng ta chỉ bán lên thôi, bán khi mà kéo thị trường kéo lên thì chúng ta muốn chốt, cứ chốt lại bớt, chốt lại dần thì được, chứ còn đừng mà giảm mạnh rồi lúc đó chúng ta bán thì có khi bán lại ngay cái đáy được điều chỉnh nha anh chị. Ok, cảm ơn anh chị đã theo dõi video của Sơn nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sơn. Anh chị thấy video hay hữu ích anh chị like, bấm chia sẻ. Những anh chị có nhu cầu thắc mắc thì anh chị cứ inbox cho Sơn, có số qua để Zalo đó, hoặc là anh chị cứ comment, để lại comment thì Sơn sẽ rep anh chị, trả lời anh chị thôi. Nhìn một anh chị cần hỏi mã nào đó.
cứ để lại comment nha. Sơn rất là khuyến khích anh chị là cứ để comment thôi, comment để chúng ta tương tác với nhau được nhiều hơn. Còn ngoài ra thì anh chị muốn vào cái room này của Sơn để dành cho nhà đầu tư mà theo dõi Sơn, đồng hành cùng Sơn trên kênh YouTube Thái Sơn Nguyễn Sức Mạnh, thì anh chị add Zalo anh chị. Hôm trước Sơn có bảo có mua cái mã BCG đúng không? BCG mua hôm trước rồi, bây giờ khuyến nghị mua phiên thứ 6 rồi, hôm nay tiếp tục tăng này. Rồi mã cổ phiếu này mà cổ phiếu khỏe anh chị. Nó đạt chuẩn mô hình và đạt chuẩn cái sự tích lũy thì chúng ta mua thôi. Dù gì ngày hôm nay thì nó cái nến thì cũng không đẹp lắm, tại vì nó đang ở cái vùng đỉnh bên này kháng cự bên này mà, thì nó rung lắc như vậy là bình thường. Nhưng chúng ta thấy nó vẫn giữ cái giá đóng cửa cao này, giữ đóng cửa cao, nó vẫn có một tạo một cái khoảng gap ở đây. Quan trọng là đứng về cái giá chúng ta mua thì chúng ta có lãi rồi. Đoạn này nhìn chung thì Sơn cũng giải ngân, cũng cho Sơn và khách hàng giải ngân cũng hạn chế thôi, tại vì mua mạnh lúc thị trường sập, và còn để mà giải ngân mạnh tiếp thì Sơn phải chờ cái sự điều chỉnh Sơn mới mua. Còn mua thì mua mới thì vào những cái mã này nó có sự tích lũy an toàn chúng ta đánh. Quá trình tích lũy dài và một cái mô hình Sơn đã chia sẻ anh chị, đó là mô hình BCP đúng không ạ? BCP thì chúng ta chơi mã này để phù hợp mô hình, thu hợp kiến thức chúng ta đã biết mà chúng ta đã học thì chúng ta vào thôi, đạt chuẩn chúng ta vào. Khả năng thì cổ phiếu này Sơn kỳ vọng là sẽ tạo những cái vùng tích lũy ở đây, sau đó đánh vượt tiếp. Thì Sơn có nói là cái kỳ vọng thì đâu đó tầm khoảng giá 16 nha. Giá 16 là cái target 1, còn target 2 là tầm 19 đối với cổ phiếu BCG này. Nếu mà nó đánh chuẩn mô hình BCP thì nó phải lên những mục tiêu đó. Ok, cảm ơn một lần nữa, cảm ơn mọi người nha. Có cái mã này hôm nay tăng tốt rồi, vui tại vì hôm trước mua được, mua vào hôm nay T1 thì nó lại tăng tiếp như vậy thì tốt rồi, không bị ảnh hưởng với thị trường lắm. Rồi xin chào, chúc anh chị buổi tối vui vẻ nha.